xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Trung Năm, năm nay 74 tuổi, tôi là người Thanh Hóa, người Vĩnh Lương. Đó là tôi rất buồn vì tôi biết đạo, tôi đến với đạo muộn quá, bởi vì tôi bị nhiễm chất độc da cam, cho nên nó cái kháng thể trong cơ thể nó rất yếu và nó nhiễm rất nhiều bệnh. Thế vừa rồi tôi được xác định là ung thư phổi giai đoạn 4. Mức độ còn là đêm nằm là đã bắt chim rồi, tức là tay chân nó buồn bực. Thì đêm là mà bắt chim hay sao? Thế này là nó buồn bực, nó như thế này. Vợ tôi thì toàn cái lúc vào xem là tôi đã tắt thở chưa. Nhưng mà rất may, đó là cách đây đúng 30 ngày, có mấy chị đấy, chị đến mang cho tôi một cái đài. Và chị bảo chú ơi, chú đi vào gặp cháu Long đi. Thế tôi mới tỉnh, và tôi bảo thôi được rồi, thế đi. Nhưng mà trước lúc đi thì nhiều người can ngăn lắm. Tôi bảo mặc kệ, tôi bây giờ nói chết nhưng mà đến với chúa xem sao. Thế thì khi tôi lên xe, họ còn nói là gì tao, à tôi nói họ là tao yếu lắm làm sao lên xe được. Thế thì có hai người hộ tống, đó là anh là anh Nông, người bên giáo, với một anh nữa là trưởng đoàn của xe. Thế là đưa tôi đi thì tôi lên xe yếu lắm, tôi nằm luôn. Thế lên xe thì họ cầu nguyện vào kinh nhưng tôi không biết gì. Tôi nằm đó thôi, các cô các chú đọc kinh của họ tôi với. Thế thôi, thế là tôi nằm đi được khoảng một tiếng, hơn một tiếng là tôi thấy tỉnh. Tỉnh xong là ăn cơm ở nhà thì không nuốt được, tôi bỏ cơm 5 ngày rồi. Tức là buồn bực tay chân rồi, mà có nghĩa là chuẩn bị đóng hòm. Thế tôi hôm nay mang cả vợ đi, cả vợ tôi đi, và cả con tôi đi nữa. Thế thì tôi cũng rất chi là đấy, được 5 ngày thì tôi thấy tôi khỏe giọng lại. Tôi có thể hát được luôn trong cái đoạn cái bố. Ông này hay nhỉ, ung thư phổi bây giờ ông hát được. Thế thưa cộng đoàn, có ung thư phổi, ung thư cả hai phổi, nó mình nó đỏ lên như thế là cái phổi nó bị nâng một tiết ấy. Đó là có phổi ung thư một cục, nó ung thư đặng kê và hai cái phổi tôi nữa. Đó, tôi phải thở khí dung 24/24, phải thở oxy 24/24. Thế mà tôi đi lên trên xe thì gắn với khí dung, bây giờ đang ế 9 triệu tiền khí dung. Tôi ế một cái máy chạy thở khí dung 1 triệu rưỡi, tôi ế một cái bình oxy, tức là một tháng nay tôi không dùng. Ế. Ông có mong không bị ế nữa không? Thế là thưa cộng đoàn, đó là sau khi tôi chữa bệnh ở đây về tôi thấy khỏe và tôi hát được. Thế tôi đi bệnh viện Tiểu Đường để tôi khám ấy, để lấy thuốc định kỳ. Thì bệnh viện đấy bảo ô, ông này Tiểu Đường xong bây giờ còn có 5,7, mà trong cái đó tôi thiếu thuốc 4 ngày không có thuốc để tiêm, vì đi với đoàn về đi để họ ra La Vang thì bố con ở lại, thế ở lại thêm 5 ngày nữa để tôi về ở lại đây. Vâng, ở lại đây hai bố con vẫn ở nhà trọ 5 ngày nữa thì tôi về khỏe re luôn. Thế đến lúc đi khám bệnh để lấy thuốc định kỳ thì bác sĩ bảo ông ơi, có ông cái u sơ tiền liệt tuyến của ông là nửa lạ, mà tôi đái rất khó khăn, bây giờ tôi đái khỏe lắm, không có vấn đề. Tôi photo cả cái kết quả của cái tháng trước là tháng 7 và kết quả của cái bây giờ là tháng 8 mới để cho cha coi. Đó là của trước là cái u này là nó 16 mm, để phì đại tiền liệt tuyến và đây đó là gần nữa lại, nhưng đến bây giờ thì không còn cái gì cả đấy. Đến tháng 8 này là không còn cái gì đó, tức là kết quả của bệnh viện phổi trung ương khẳng định thì tôi thấy tôi vui. Nhưng mà cái kết quả này cũng không bằng nữa là tôi khỏe mạnh và tôi bây giờ đi lại được. Và tôi ăn uống tốt, nằm suốt là tôi ngủ lăn luôn. Nói trước đây là không ngủ được mà muốn chết. Đó, hôm nay đi thì tôi ăn cả bà nhà tôi đi. Nhưng mà trước lúc đi thì tôi có ra Hà Nội đi vào cái bệnh viện phổi. Tôi nói các chú ơi, các cô ơi, tôi vào trong của cha Long, tôi không phải là người bệnh đau, nhưng tôi thấy cha Long hiển lắm. Lúc nào cũng đánh quần đùi áo lót, ông đi ta, ông đi con đồ. Họ bộ làm sao được con trai thế, bụng thật mà. Thế nhưng mà một cái làm cho tôi cái hôm đầu tiên đó là trời đang mưa đang gió, ông ấy bảo là lạy Chúa, con đang thừa lệnh của Chúa đang hoạt động ở dưới này, đang cầu cho những mảnh đời rách dưới, những người nợ nần trồng chất, những người bệnh tật ai khác, trời tạnh mưa đi. Thì tôi thấy trời quang mây tạnh luôn, tôi nói thế. Thế họ sửng sốt lên, thế là họ
Có những người thì lấy số điện thoại của cha Long để nhắn tin, có những người thì lại bảo thêm ông còn đi nữa thì tôi gửi mới. Thế là cũng có người gửi thư để khấn, nhưng có một số không gửi kịp thư thì điện thoại cho tôi, một bác viết thư khấn hộ cháu, rồi bác bỏ tiền luôn. Thế tôi bỏ tiền của các cô thì lúc nào tôi loại thư cho to luôn. Thế là ông mang hôm nay tầm khoảng 27 cái thư khấn mà chính tay con viết, bà viết hộ con. Đó. Bà đâu, gọi bà đi. Bà đây. Vâng, em ơi lên đây. Con viết thư khấn rồi tôi bỏ tiền trong nhà ra. Nói ra là như thế. Cái u của con bây giờ bác chỉ khám là bên phải, phổi phải, là còn một tí mình sẽ xem mà lo nữa. Tức là áng cường được 90% rồi. Còn cái tiểu đường thì bây giờ nó còn 57, đường còn 57 thì tôi không ngại. Nhưng bây giờ còn cái khớp, con đang lại còn đang có khớp. Vì con bị nhiễm độc da cam nó nhiều bệnh lắm. Thế con nhờ cha, con mong cha khỏe mạnh, con nhờ cộng đồng cầu nguyện hộ, bởi vì con là người bị lương không biết cầu nguyện, nhưng mà con hát được rồi. Hát đi kìa, hát văn bản nha. Mới câu rồi, mới câu. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Đấy. Thế nên là ung thư phổi giai đoạn 4 mà bây giờ hát được, thế là hết ung thư. Cảm ơn ta, cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn mọi người. Rồi, đây, đây là em, tức là vợ. Nằm mà thi thoảng bà lại đụng vào chân, đã tắt thở chưa? Nhưng mà thấy tôi cứ thở dài thôi mà bà quay mặt bà khóc. Tôi nghĩ đời mình là cũng khổ. Tôi đi bộ đội từ năm 18 tuổi, năm 64, thì cũng bắt đầu là nhìn thấy bà, nhưng mà không dám vút tắt, không dám đụng vào đúng bây giờ đâu. 9 năm sau mới cưới, thì sau đó về thì nói tóm lại là công việc cũng nhiều trong quân đội ấy, nó cũng không ấy. Thế bây giờ lại đến lúc mà ở cùng với nhau rồi lại xách ba lô đi theo chồng đi Hà Nội, đi bệnh viện phổi trung ương đấy, đi chăm chồng, tôi nghĩ mà tội. Thương bà quá, bà cứ quay mặt bà khóc, khóc thầm. Bà còn nói bà, nếu như là cái bệnh là cái gì mà chia cho em gánh được thì em gánh hộ anh. Đấy, nhưng mà bây giờ tôi chấm mượn gánh này, Chúa đây thì còn là tôi khỏe. Ông nói kết làm tôi nổi gánh với cả gia gà. Một người Phật giáo mà nói là không có cần ai gánh, Chúa đã gánh. Chúa đã gánh hết rồi. Đó là lời của Chúa mà ông có biết lời của Chúa đâu mà ông đang nói lời của Chúa đấy. Ông đã nói lời của Chúa. Chúa nói tất cả tội lỗi của con ta đã gánh hết lên trên thập giá. Tất cả bệnh hoạn tật nguyền của ta đã gánh hết trên thập giá, gánh trên đôi vai của ta rồi. Thưa anh chị em, còn bà bao nhiêu tuổi? Dạ con 70 tuổi ạ. Đúng không? Những điều mà ông ấy nói hoàn toàn chính xác đúng không? Đúng, đúng ạ. Lúc mà ông bị bệnh như vậy thì bà sao? Thưa cha, lúc bị bệnh phổi, ung thư phổi thì con rất buồn. Và con cũng không có hy vọng gì cả. Bởi vì là anh em nhà con cũng lúc đó là nói chung là bệnh thì không chữa được, mà chỉ có chết thôi. Thế con mới bảo là thôi thì cố gắng đi theo ngành y học, để đi theo bác sĩ để điều trị. Nhưng mà càng ngày thì càng thấy nặng. Nhưng mà đúng cái đợt mà gần đi vào đây với cha Long ấy, thì coi như là ông ấy là đêm nằm coi như là buồn bực chân tay, rồi cứ không ngủ được, rồi cứ bảo là tôi chết đây bà. Trước khi đó ông còn dặn là tôi chết, bà đưa tôi đi thiêu chứ không phải chôn cất gì cả. Rất là cũng không được, ông cứ yên tâm, không cũng thế nào ông cũng chữa khỏi đó mà. Xưa xong với chị Quân nhà bác đang ngồi chỗ thằng cháu mù, thằng cháu con trai tôi đấy. Cháu bị mù, cháu cũng bị u não. Chị nữ dẫn dắt chị lên thì bảo, cũng cách xa 5-6 cây đấy, chị lên thì bảo em ơi, bây giờ hoàn cảnh nhà em khó khăn như thế, chồng thì ung thư phổi, con thì bị u não, thì bây giờ các con các em thử nghĩ xem, đến với lòng thương xót của Chúa thì chị đưa cho tôi, cho xin mượn một cái đài xem.
thì là nghe thì đúng là không không thể quên, là không thể say sưa với nghe đài, có những đêm nghe đến 1-2 giờ sáng mà không quên được, bởi vì là thấy cha giảng cũng hay mà chữa được nhiều người bệnh ở trong thế gian thì con cảm thấy mừng lắm. Đến hôm nay kết quả chồng của con thì vào Chúa đã chữa được bệnh và lấy đi hết bao nhiêu cái ung thư ở trong phổi, thì con cảm thấy con vui lắm cha. Đúng là con rất phấn khởi. Thôi thì đúng là cảm ơn Chúa, Chúa đã chữa lành cho chồng con và hiện tại. Vâng, bây giờ đây là cái máy 365 bài giảng học lý mượn ai nhé. Đây xin tặng cho ông máy 365 bài giảng, rồi tặng luôn cho ông cái quạt nhá. Đây cái cây quạt 150 đích mẹ hiện ra tặng Fatima. Rồi cái chằng chuối này là chị lấy ở đâu, ai đeo cho chị hay là ở đâu? Ai này quá, sáng nay mua. Rồi đây là cái móc khóa ông tin vào Chúa, thì Chúa đã chữa cho ông, thì ông giữ lấy cái móc khóa này làm kỷ niệm nha. Đây, tại vì Chúa đã gánh hết tất cả tội của ông, gánh hết tất cả bệnh tật của ông. Rồi ông còn thích gì nữa tôi tặng cho ông. Ông có thích một cái chuỗi này để mà đeo vào tay không? Ông có luôn rồi. Wow, hallelujah. Rồi xin mời đây là cuốn sách. Ông đọc sách không? Đây tôi tặng cho ông một cuốn sách, Những lá thư không gửi, lòng thương xót, tập 1 và tập 2. Xin Chúa chúc lành cho ông. Xin chào, con nói thêm tí ạ. Con có đứa con của con là đứa thứ hai đó, bị u não mà cháu chỉ là mù mắt, cháu không thấy được. Thì tháng trước là hai bố con ra đây để gặp, để đến với lòng thương xót của Chúa, nhưng hôm nay thì đúng là cháu cũng ra. Thôi thì con cũng mong cha với cộng đoàn cầu nguyện cho cháu mắt sáng đi. Và con nói với cha này, bao nhiêu người họ không tin, họ mới bảo là bác sĩ khám nhầm cho ông ấy. Cho nên là xin vác thánh giá đến hết đời còn lại của các con luôn. Rồi, rồi dắt nhau đi ngày xưa đó, dắt nhau đi đến hết cuộc đời dù cho. Yeah.